nhau mà vui kề. Người làm nông trên vai đội gió sương, sớm trưa cày cuốc giang nắng giang mưa, tối hôm về nhà mà vẫn là nhà nông vui vẻ. Nghề làm nông gian lao mà vui ghê, cùng bà con chung tay xây dựng quê hương đất đai trù phú. Cây trái sung xuê lúa thơm được mùa, hãy cùng làm nhà nông vui vẻ. Nhà nông vui vẻ. Ôi mày 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 ơi mày. Ôi dồi ôi, con làm sao đấy ạ? Ôi dồi, chắc là chưa ăn sáng nhỉ. Ôi dồi, quên ít đồ quay lại mà. Ủa cô mệt quá. Ôi dồi, cho cô ít nước đường này. Nước đường. Chắc là cô bị hạ đường huyết rồi đúng không? À, hay là bây giờ à, cô uống tạm mật ong nhá. Chứ đường ở đây không có sẵn. Đây, cô uống một thìa này thôi. Sao rồi ạ? Cô thấy đỡ chưa cô? Ôi, chắc là hạ đường huyết đấy cháu ạ. Ôi dồi, mệt thế cơ chứ lại. Thế làm sao mà lại khổ thế? Thế ở nhà có anh thân mà sao cô không bảo anh ấy chở cô đi? Mà lại phải đi bộ ra, đi lại mệt rồi đấy. Ôi dồi ôi, đi lại thì cô nghĩ là đi lại cho đỡ cuồng chân cuồng cẳng. Ai ngờ quên cùng tí đồ thôi, quay lại chợ mua. Chắc là chưa ăn sáng nên nó choáng luôn. Lần sau ấy, có gì thì cô cứ gọi điện cho anh ấy nhá. Hay là bây giờ như thế này đi. Cô mệt như này, cháu đưa cô về. Để quán ở đây cho anh Mùi trông nhá. Để cháu gọi cho anh Mùi. Alo, anh Mùi à? Em bảo này, bây giờ anh ra quán Cô Tình luôn nhá. Ra luôn, gấp, cháy nhà đến nơi rồi. Rồi. Để cháu đưa cô về. Cảm ơn cháu nhá, may quá có Mai đấy. Thôi, cái này để đây rồi lát nữa Mùi nó làm. Nhá, đưa cô về. Cho nhân gian cười Anh Thân ơi, anh Thân. Cái gì đấy? Cái gì? Mẹ anh á. Đây này, sắp ngất đến nơi rồi đấy. Mẹ làm sao mẹ ngồi đây đi. Thấy cô bị hạ đường huyết, may mà em đưa cô về nhà ấy. Không biết là không có ai đấy, không biết như nào luôn. Thôi, mẹ ngồi đây để con vào, con pha cho mẹ cốc nước đường. Thôi, mẹ đỡ hơn nhiều rồi. Để cháu pha cô. Rồi, cô cảm ơn Mai. Mẹ mua hoa cho mày ơi. Ôi dồi ôi, đang định mua hoa nhưng tự nhiên xây sầm mặt mày. May quá gặp em Mai. Ui dồi, dìu về nhà chứ không thì... Hay là thôi bây giờ mẹ thế này, mẹ để con ra một cái con mua cho mẹ. Mua hoa á? Vâng. Thôi, mẹ xin anh. Dạ. Anh có biết mua hoa không? Để đi ra mua toàn hoa héo về đây thì cắm làm sao được. Ô con biết chưa à? Con chỉ cần ra hỏi người ta là mua hoa về cắm dịp gì, người ta tư vấn, người ta nói cho ngay. Ôi dồi, nghe người ta, mình phải biết chọn hoa con ạ. Mẹ yên tâm. Mẹ để con mua cho, mẹ cứ ngồi đây. Rồi, anh đi. Để em ở nhà em trông mẹ anh cho. Này, nó lại không đi thẳng mà nó lại lượn ra tận đằng kia, nó lại... Ôi ngáo ngơ lắm ý cháu ạ. Không biết là ra ngoài đấy có mua được hoa không? Hay mua hoa héo về đây thì lại hỏng việc đấy cháu ạ. Cô không phải lo, cháu là cháu thấy anh Thân nhà cô là hơi bị khéo đấy nhá. Mua hoa này, hay là đi chợ đi hàng là cháu thấy việc gì ra việc đấy. Thế là cái khoản mua hoa cô không phải lo đâu. Thế là sắp lấy vợ được rồi đúng không? Lấy tốt đấy ạ. Đến năm nay nhờ cô chuẩn bị đến đâu rồi ạ? Chuẩn bị lọ hoa này, rồi mua hoa này, chắc là xong gói bánh chưng đúng không ạ? Đúng rồi. Năm nay nhà cháu là chưa có cái gì cả ấy. Thôi thì cứ hàng họ xong rồi tranh thủ. Từ thời gian thì sắm được cái gì thì sắm, cũng lại quên nhớ cháu ạ. Đến năm nay chắc cháu cô Tình phải ăn Tết to lắm đấy. Không, cũng bình thường như mọi năm thôi cháu ạ. Cháu uống chén nước đi. Vâng, cháu xin. Đây. Hoa đây thơm ngát trời mây. Ôi đi nhanh đi. Ôi dồi. Ôi trời ơi. Sội lại còn xuyến nữa cơ. Đấy, cô thấy khéo chưa? Nhìn tươi đây. Ôi dồi. Này. Ôi dồi, con mua hoa như thế này thì phải có cái bình to hơn. Đây, cái bình to hơn đây. Không, anh đi vào lấy cái bình khác cho tôi. Nhanh lên, nhà không thiếu gì bình nhá. Vâng. Đây để cháu bỏ gọn cái này vào. Bình đây ạ. À, ôi rồi. Nhà mình có bình đây ạ. Cái khoản này thì không ngáo ngơ. Kéo đấy cô ạ. Mang cả bình xong lại cộng cả kéo. Đây. Thế bây giờ là anh Thân cắm hoa đúng không? À, đúng rồi. Úi dồi ôi. Cắm hoa
Ê đây đây này, nữ công gia chánh. À quên. Nam công gia chánh. Ờ nam công gia chánh. Cô thấy chưa, cháu đã bảo rồi, mấy cái việc này anh thân cháu có khéo lắm, cô không phải lo đâu. Hay là như thế này đi. Anh ngồi đây anh cắm hoa, còn em bây giờ có việc đi với anh Mùi rồi. Thế em xin phép cô, em xin phép anh, em về luôn nhá. Em xin phép cô á? Con xin phép cô. Con về luôn đây ạ. Em về nhá. Cảm ơn Mai nhá. Con về đấy ạ. Ra về sớm thì không ở lại xem người ta chỗ tại. Anh Mùi rồi em. Này cắm nào nhỉ? Ôi trời ơi, này. Con nghĩ gì mà con mua cái bó hoa như thế này? May nhá. May là em Mai em về rồi đấy. Ôi trời ơi, ngồi đây mà dở ra như thế này, xong rồi cắm như thế này á, chắc là em Mai em cười chết thôi. Con nhìn thế này, sao lại chọn cái bó hoa mà nó héo ơi là héo như này mà cũng mua? Trời ơi, thế là bị người ta lừa rồi. Ồ, thì con thấy người ta cứ bảo là đây này, hoa này đẹp thì mày lấy đi. Đây, 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 mày lấy đi, đây con nhìn thế này. Ôi trời ơi, con chọn cái lá này, đây trời ơi, lá như này này, nó phải tươi, con hiểu chưa? Hoa thì nó mới đẹp chứ, chứ bây giờ nó chọn héo như thế này thì cắm được mấy một hai bữa thì nó hỏng hết à? Trời ơi, cái thằng bé này cứ bảo rằng là con biết mua. Bực thật đấy. Uống một tí là không được cái việc gì. Bây giờ làm nào mày? Đi vào trong nhà lấy lọ đường ra đây. Đường làm gì ạ? Không phải để cho anh uống đâu. Không phải chữa ngáo ngơ đâu. Mang ra đây mẹ dạy, nhanh lên. Khổ thật đấy. Lọ đường ngay trên nóc tràn ý. Đây, 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 đây. Đây, mẹ bảo nhá. Trước khi cắm hoa thì con phải rửa bình thật sạch sẽ. Rửa sạch chưa? Con sạch rồi ạ. Đúng rồi, cho nước sạch vào. Sau đó những cái cành hoa này này, con phải bỏ những cái lá này đi. Nhớ cắt bỏ, không được để cái lá nó ngập vào đây. Vâng vâng. Ngập vào trong nước này nó sẽ bị thối rữa. Hiểu chưa nào? Bí quyết để cho hoa tươi lâu ấy thì con cho thêm một thìa đường vào. Vâng. Để làm gì biết chưa? Để tươi lâu. Để cho nó hoa. Còn nó không bị thối rữa. Vâng. Đấy. Thế thôi. Đây bây giờ làm đi. Đây bỏ những cái này đi, nó không gặp nước vào đây là được nhá. Vâng, xong vâng. Nhớ những gì mẹ vừa nói. Mẹ vào mẹ nấu cơm nhá. Vâng, con nhớ rồi. Con làm được không? Con làm được. Chắc không? Chắc chắn 100%. Rồi. Ủa sao ngắn rồi? Sao lại ngắn hơn? Cô Tình ơi, bác Dần ơi. Ơi. Chào chào cô ạ. Chúc mừng năm mới cô ạ. Năm mới, con với cả Mai sang chúc Tết hai bác. Dạ, con chúc hai bác và gia đình một năm mới sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý, an khang thịnh vượng ạ. Dạ, bác cảm ơn. Hai đứa ngồi xuống uống nước đi. Dạ, vâng ạ. Sao con không thấy bác Dần đâu ạ? Bác Dần vừa đi chúc Tết rồi cháu ạ. Mai chuyển nước sang Mùi đi. Xin. Năm mới thì bác cũng chúc hai đứa mạnh khỏe này, thành công này, hạnh phúc này, và xem thế nào cho hai bác được ăn cưới. Dạ vâng, bọn con cũng sắp rồi bác. Thế à? Ôi dồi ôi, thế thì mừng quá cơ. Đấy, nhìn hai đứa cứ tíu ta tíu tít như là đôi chim câu ấy. Mà chả hiểu mấy đứa nhà này làm sao ấy. Đến giờ này chưa đứa nào, chưa anh nào đưa người yêu về ra mắt. Bác ơi, đấy chẳng qua là các anh với cả thân là không chưa muốn thôi. Chứ con thấy nhiều cô lắm mà chết mệt luôn bác ạ. Bác rồi ơi, tôi chả biết mê mệt như thế nào. Nhưng đến giờ khắc này thì chưa thấy cô nào xuất hiện ở đây. Cô rồi ơi, có khi các anh ấy đang giấu đấy cô ạ. Biết đâu bất thình lình các anh ấy đưa người yêu về xin cưới luôn đấy. Cô lại trở tay không kịp. Ý Mai nói là tạo bất ngờ cái gì. Đúng rồi ạ. Các cháu ăn bánh kẹo đi. Vâng. Cắn hạt hướng dương đi. Xin. Thế hai đứa đi chúc Tết được nhiều nơi chưa? Cháu cũng đi được mấy nơi rồi ạ. Thế à? Cô Tình ơi, cái hoa này là hôm 29 cô cắm đúng không ạ? Đúng rồi. Hoa này cô mua từ hôm 29 đấy. Ui, sao đến hôm nay mà vẫn còn tươi và đẹp thế này hả cô? Phải có bí quyết chứ lì. Cô ơi, cô chỉ cho cháu với. Chứ hôm đấy cháu cũng về, cháu cũng mua một bình về cắm. Nhưng mà đến hôm nay ấy, hoa nó cũng héo héo rồi. Thế à? Vâng. Héo héo rũ rũ rồi đúng không? Đúng rồi ạ. Đây, bây giờ nhá, cô Tình mách cho nhá. Trước khi cắm hoa thì mình phải rửa sạch bình này. Muốn hoa tươi lâu ấy thì phải bỏ tất cả những cái cành lá héo này đi. Đấy, và cho hai thìa đường vào. Nếu như không muốn cho đường thì mình cho giấm này, mình vắt chanh vào này, hoặc là cho vitamin B1. Rồi ôi, hoa tươi lâu lắm cháu ạ. Thế thì cũng đơn giản cô nhờ. Thế mà cháu không hỏi cô trước. Cái này về á, cháu phải thử nghiệm. Đây, có cái gì nhá cô hiểu, cô sẽ chia sẻ cho Mai. Mà Mai biết cái gì phải chia sẻ cho cô nhá. Nhất trí ạ. Hai cháu uống nước đi. Vâng ạ.